Phù thủy trang điểm Phan Minh Lộc qua đời ở tuổi 35, Nhã Phương, Mai Phương Thúy cùng dàn sao Việt bàng hoàng. Tối qua ngày 9 tháng 3, thông tin chuyên gia trang điểm Phan Minh Lộc qua đời ở độ tuổi 35 đã khiến rất nhiều người bàng hoàng. Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, anh được mệnh danh là phù thủy trang điểm và thuộc ekip làm đẹp ruột của toàn sao hạng A như Lý Nhã Kỳ, Minh Hằng, Thu Minh, Giáng My, Đông Nhi, Nhã Phương, Đặng Thu Thảo, Angela Phương Trinh, Diễm Hương, Hoàng Thùy Linh. Trước sự ra đi đột ngột của Phan Minh Lộc, nữ diễn viên Thúy Diễm, Lâm Khánh Chi và rất nhiều sao Việt đã bày tỏ sự thương tiếc, xót xa của mình. Ca sĩ Trần Pháp chia sẻ, "Trời ơi, nghe tin mà bàng hoàng quá anh ơi, anh ra đi thanh thản nhé, mọi người sẽ luôn nhớ về anh." Người mẫu Khánh My buồn bã, "Nghe tin anh mà em sốc quá, rip anh, yên nghỉ và ra đi thanh thản anh nhé." Thúy Diễm cũng chung cảm xúc với các đồng nghiệp, "Nghe tin một người bạn đã mất, bàng hoàng khi cuộc sống quá vô thường, ai nghĩ nhé, rip Minh Lộc." Riêng ca sĩ Đông Nhi, cô nhắn nhủ người anh thân thiết rằng, "Lộc ơi, em xin lỗi." Khánh Thi đăng dòng trạng thái để bày tỏ sự tiếc thương đến người em quá cố và kể lại câu chuyện vào 6 năm trước. "Gửi em thương nhớ Minh Lộc của chị." Hình này là Phạm Trọng Khoa và ông xã Dỗ Thi nói là mình đi chụp cho báo. "Sau đó em lên make up cho chị, Khoa đem váy lên, Tùng Chu thì đến set up chụp. Em make up, làm tóc và nói tặng chị. Đến giờ chị chưa lần nào chụp hình cưới thật sự nữa. Tất cả mọi người thời điểm đó vượt chị dậy và có niềm tin vào tình yêu thật sự của ông xã chị. Năm đó là năm 2015 khi tất cả chúng ta còn ở bên nhau. Em đi rồi và chị nhớ em Minh Lộc ạ, một phù thủy trang điểm tuyệt vời." Đồng thời, nữ dancer cũng khiến công chúng không khỏi xót xa khi tiết lộ điềm báo xảy ra với mình. Cô cho biết mình thật sự sốc khi sáng nay thấy đồng hồ cong rơi mất đầu. Cô đã nghĩ là có chuyện chẳng lành xảy ra nhưng không ngờ mọi thứ lại quá sức tưởng tượng. Phan Minh Lộc sinh năm 1986 và có khiếu về mỹ thuật hội họa từ năm 6 tuổi. Chỉ cần tham khảo qua các tạp chí trong và ngoài nước về lĩnh vực trang điểm thì anh ta cũng có thể thao tác lại các công đoạn như trên một cách thuần thục. Những tác phẩm năng khiếu đầu tiên của Minh Lộc được thể hiện đầu tiên trên người thân và bạn bè, những bạn học cùng lớp và gần nhà. Khi Minh Lộc 17 tuổi, đã chính thức bước vào con đường nghệ thuật trang điểm. Trong khoảng thời gian này, Minh Lộc đã thực hiện hầu hết mọi yêu cầu của ekip và làm thỏa mãn các khách hàng được xem là khó tính nhất. Cùng với sự yêu nghề và cách nhìn về nghệ thuật khác lạ, Minh Lộc được các giới chuyên môn và các nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz khá hài lòng và đánh giá cao trong công việc. Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến anh đột ngột mất ở tuổi 35.